cảnh mà những người mà từ nước khác immigrate qua đây đó các bạn. Khi mà đến nước Mỹ thì họ thấy cái cảnh này trước. Đó, ánh đèn lấp lánh của nữ thần tự do chào đón họ đến một cái cuộc sống mới và thành phố mới. Wow, giống mình đang đi ở trên mây vậy các bạn. Rất là lạnh luôn. Wow, chỉ bên Mỹ mới thấy cái này các bạn. Ơi Nam đâu giờ thấy đâu, cảnh sát nè. Họ thấy nhìn cũng lạ nữa. Ổng đó nè. Này các bạn, bạn coi chuyện cái ông này nhé. Nó ổng vô, ổng giao bộ, ổng giúp đỡ mình. Sao lá ổng biết, ổng lấy tiền mình, ổng biết nữa các bạn. Bởi vì đó là thành phố mà tất cả những người thế giới và những thành phố khác trên Mỹ tới đây để làm ăn và kiếm tiền. Cho nên là nếu các bạn ra ngoài đi chơi, đi ăn có rất là nhiều cái activity và đồ ăn đa dạng. Cho nên là mình cảm giác như kiếm đồ ăn ngon không có khó nhé. Chỉ phải là bỏ tiền nhiều thôi. Nói chung chung á, đồ ăn ở đây mắc hơn Canada khoảng 50-100%. Đó, cái món gì cũng vậy. Đến Manhattan, nhất là Midtown, rất là mắc tiền luôn. Tính tiền Mỹ không. Mà những khi tip chúng ta phải tip từ 18-25% nữa. Có những nơi á, mình trả bằng thẻ nhất định là phải tip luôn. Không có cái lựa chọn nào cả. Nhưng mà nói chung chung thì mình thấy New York City là một cái nơi có thể sống được. Nếu mà các bạn có một cái nguồn thu nhập tốt, hoặc là các bạn đến đây có một công việc gì ổn định hay là cái gì để làm, thì có thể là thu nhập tốt, mình có thể trả những chi phí giống như là ăn và ở và đi chơi thường ngày. Thì nếu mà các bạn thích cái cuộc sống xô bồ, nhộn nhịp, đông người, thì New York có thể là cái nơi các bạn đến. Cái phương tiện đi lại cũng rất là dễ, đi bộ rất là gần mọi thứ xung quanh đó. Đi mua đồ ăn hay là đi chợ gì đó, đi Subway thì rất là gần. Đây là tiệm pizza bình thường các bạn. Just my place. Mà có hai bánh với một ly nước này. Chỉ có 5.5 thôi. Thay vì mấy chỗ pizza lần đầu tiên mình ăn á là khoảng 10 đồng một miếng. Mà không bằng hai miếng này nữa. Mà đây được ly nước miễn phí nữa. Ok, giờ chúng ta đi Statue of Liberty. South Ferry các bạn. Đây là đường tới Statue of Liberty. Các bạn đi tới cuối con đường South Ferry là mình sẽ đến đây, Staten Island. Bây giờ mình đi chuyến 1 giờ, nắng lắm các bạn ơi. Ở đây chắc khoảng là hơn 2.000 người đang chờ. Chưa kể là ở dưới cái nhà trắng này, ở trong đây người ta xếp hàng, ở ngoài đây người ta xếp hàng đi vô đây nữa. Chỗ này là an ninh nha quý vị. Nè trời nắng này nè, em dù thì còn mặt mai, không đem dù là mệt luôn. Có những cái ghế thì có một vài người ngồi được ở đây thôi, còn ngoài ra là đứng hết. Cái này phải đem dù, nón, kem chống nắng và nước và đồ ăn gì đó. Các bạn phải đem đầy đủ. Mình đoán là chờ như thế này chắc cũng khoảng ít nhất 2 tiếng đồng hồ nha quý vị để vô đây. Cuối cùng lên tàu rồi các bạn. Mát hẳn luôn. Đây là cái cảnh mà những người mà từ nước khác immigrate qua đây đó các bạn. Khi mà đến nước Mỹ thì họ thấy cái cảnh này trước. Đó, ánh đèn lấp lánh của nữ thần tự do chào đón họ đến một cái cuộc sống mới và thành phố mới. Đằng xa đây các bạn thấy đây là New York City nè. Đó, cái tòa nhà cao này là Freedom Tower. Ngày xưa nó không phải màu xanh đâu nhé, nhưng mà qua thời gian á, cho nên bây giờ nó đã chuyển màu. Chiếc tàu này thì nó hơi bị chậm bởi vì người ta lên và xuống chỉ có một cái cửa này thôi các bạn. Cho nên người muốn lên phải chờ người ta xuống hết. Cũng lâu lắm, nãy giờ có 10 phút rồi chưa xuống hết nữa. Khi mà chúng ta đến mình sẽ coi cái bản đồ này, hệ hướng dẫn cho mình cái nơi mình đi vệ sinh, ăn uống và đi khám phá nhé. Có kể cả cái audio tour, nghĩa là nó sẽ kể cho mình nghe lịch sử luôn. Ở đây có mấy cái poster nhìn nó cũ kỹ, cũng đẹp các bạn. 35 cent nè, nó làm lại giống ngày xưa vậy đó. Sold out. Times Square, New York. Đó, ngày xưa nhìn đơn giản vậy nè các bạn. Bây giờ thì xèo lên giống vậy luôn nè. Wow. Đây có mấy thầy cũng vô coi nữa nè. Red is the line of the Empire State Building. Yellow is the color of the taxi. Orange is the lift in Central Park. Brown is the Brooklyn Bridge. And finally, blue is the light in Times Square. Đây là những cái tờ tiền của Mỹ các bạn. $1 là George Washington nè. $2
lên tới $100 Benjamin Franklin và kể cả $100,000 luôn như vậy, Woodrow Wilson. Giờ không thấy cái tàu $100,000 này nữa nhé, cao lắm là thấy $100 này thôi. Lần đầu tiên mà máy lạnh được đưa vào hệ thống công cộng trên chuyến tàu New York đấy các bạn, 1930 nhé. Bây giờ các bạn thấy đó, cái subway bây giờ so với ngày xưa cũng đâu khác nhiều lắm đâu. Đây là cái bộ đàm hướng dẫn nha quý vị. Khi mình đến đây chúng ta muốn xem cái gì á mà nó muốn kể về lịch sử mình á, mình bật nó lên. Sau đó bật cái số vô thì nó sẽ kể cho mình nghe về cái lịch sử của cái nơi đó mình tới đó. Ở đây có mấy quyển sách dễ thương các bạn. Đó, đằng trước design có luôn cái bản đồ của New York luôn. Làm sao nè, đây là cuốn nhỏ nhé. Con này cuốn bự, đồng giá nhau luôn các bạn. Cuốn bự thì nó ốm hơn, còn cuốn nhỏ nó dày hơn. Đó, đi đâu chúng ta có một cái sách về là thoải mái luôn. Viết, tha hồ mà viết. Nó phải đâu không có đâu, New York mới có cái này thôi. Giàu mới viết á. Đó, cho nên các bạn là thích cờ tới đây mua. Đây, tượng nữ thần tự do là có 3 phần, anh nhìn đi. Cái phần màu xanh á, từ cái lửa đến cái chân là được sản xuất và là được sản xuất và làm tại Pháp, xong sau đó người Pháp mới chia nó ra thành 300 mảnh, vận chuyển nó bằng tàu hỏa đi qua Đại Tây Dương để đến Mỹ vào ngày 17 tháng 6 năm 1885. Xong rồi á, khi mà đến Mỹ sau này á, cái phần phía dưới mà màu nâu mà mình nhìn thấy đó, ở đó có những cái người walk á, đó, mấy người đang đi bộ cho nó chụp hình á, thì người ta gọi chỗ đó là pedestrian walk. Trên cái ticket, nếu mà mình block vé trước in advance thì mình sẽ được lên đó. Thì cái phần mà pedestrian walk ở phía dưới á, từ cái phần màu nâu trở xuống này á, là được xây dựng và thành lập sau này bởi người Mỹ, chứ trước đó nó không có. Và cái crown á, là trên cái nóc của cái bà này nè, cho nên thật ra cái tượng của bà này ở bên trong là rỗng. Nó là cầu thang bộ, người ta mới thiết lập cái cầu thang bộ đi vào bên trong, nên bên trong nó hơi nóng và ngợp. Đó, chỉ có một cái tượng bên ngoài. Và khi mà lên tới cái đỉnh crown của bà là mình nhìn ra bên ngoài thì mình cũng nhìn ra những cái mảnh kính rất là nhỏ, giống như là mảnh kính ở trên trực thăng vậy đó. Nghe cái vòng trên cái vương miện của bà thì mình mới nhìn ra được. Qua đến đây là khoảng 3 giờ trưa rồi các bạn. Trời rất là nóng luôn. Và đây chính là nữ thần tự do. Sẵn mình đang ngồi trong bóng mát để mà ngồi nghỉ ngơi. Mình sẽ kể với bạn nghe lịch sử của cái Statue of Liberty này. Thì 1885 là bên Pháp họ đã thiết kế và xây dựng lên cái tháp này. Và cái người mà làm ra nó cũng là cái người mà vẽ cho cái Eiffel Tower luôn. Sau đó thì họ đã chia thành 300 mảnh và bỏ lên tàu đi bằng đường thủy qua Đại Tây Dương đến Mỹ. Đến đây để mà ráp cái tượng này cũng mất mấy tháng trời như vậy. Sau đó chúng ta xây lên cái bệ thêm ở bên Mỹ. Và ngày hôm nay á, chúng ta có thể đi vào ở bên trong luôn, bởi vì nó hollow, nó rất là rỗng. Chúng ta đi lên cái nữ thần tự do và ngắm luôn cái cảnh thành phố nhìn rất là đẹp. Nhưng mà mình mua vé sớm để mà đi vào đó. Các bạn thấy không? Từ xa có người ta đang đi trên đây đó. Thì cho đến ngày hôm nay á, cả hàng triệu người đến đây để mà xem chụp hình với cái tượng này. Và nó là một cái biểu tượng cho cái sự tự do và dân chủ ở bên Mỹ nha các bạn. Trước mắt mình thì các bạn thấy một công viên rất là to và xanh mát đẹp đúng không? Ngày xưa thì nó nhỏ thế này nhiều. Cái sức chứa của nó chỉ là 20% so với bây giờ mà thôi. Sau đó là năm 2016 là Jeff Bezos, chủ của hãng Amazon, đã gây quỹ và làm ra công viên này sạch đẹp và to hơn. Tốn 70 triệu đô đấy các bạn, và thành lập vào năm 2016. Cho nên bây giờ chúng ta mới thưởng thức được nữ thần tự do trong một hòn đảo rất là to lớn thế này. Đây là ngày độc lập của nước Mỹ nha các bạn, ngày 4 tháng 7. Và nữ thần tự do cũng được ban tặng cho US từ Pháp để mà chúc mừng ngày độc lập. Dưới chân có xiềng xích nè. Ồ, dưới chân có xiềng xích luôn hả? Tại sao vậy? Ờ, cái là bẻ xiềng để mà tìm tự do. Cái bước chân của bả nè, là ý tưởng nè các bạn. Mình dùng ý tưởng từ nhiều người mới làm ra được cái tượng này. Bắt đầu 1869 nè, mới vẽ ra những cái tượng này đầu tiên. Đó, cái mà cái đầu của bả chỉ là lấy idea của cái ánh sáng đó. Cái chỉ ra đó. Ờ, đúng rồi. Ánh sáng đó. Đây cũng là một cái bức hình khác mà cái ý tưởng cho Bar Hody nha các bạn.
và ông ta đã dùng gương mặt của người mẹ của mình để mà tạo lên cái tượng, và cái thân hình đó là người yêu của ổng nhé. Cho nên hai người bà mà ổng yêu quý nhất là ổng đã góp lại để làm được cái tượng này. Và đây là những cái thiết kế cho cái bệ. Đầu tiên chúng ta có cái vòng tròn thế này, sau đó là có cái vuông, sau này mới có cái vuông như thế này đây, và có chỗ chúng ta để đứng và lên đây tham quan nữa. Đây là cái đuốc nghiêng thủy nha các bạn, 1876 nè. Đó, ngày xưa một con người thì đứng lên cái đuốc luôn nè, các bạn thấy không? Đó, đây các bạn thấy nó nằm đây. Bây giờ chúng ta đã lấy cái đuốc xuống và đổi thành một cái mới nha. Và đây là cái đuốc nghiêng thủy mà chúng ta thấy ở 1870 mấy nè. Rất là to luôn, đủ cả mười mấy, hai chục người đứng đây luôn. Qua thời gian các bạn thấy nó cũng phai màu thôi chứ. New York has become the very gateway to the new world and the freedom America has come to represent. Bây giờ chúng ta đến một cái Fresh Juice Bar. À, ngay giữa đường mình có một chiếc xe nè. Có thể trả bằng thẻ hoặc tiền mặt. 16 ounce là 7 đồng, 24 ounce là 9 đồng các bạn. Đi chơi mệt là phải uống mấy cái trái cây ép này nè. Nó 100% ép luôn. Trái cây. Trở về cái khu phố Manhattan bây giờ là khoảng 8 giờ chiều các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái nơi rất là đông vui gọi là Chelsea Market. Đây là một cái chợ bán rất là nhiều thức ăn. Và chúng ta đi trên đường rầy xe lửa và ngắm mặt trời lặn chụp hình. Rất là đẹp nhé. Bây giờ chúng ta đang ở downtown của Manhattan, New York. Để trở về thì uptown chúng ta sẽ đi hai chuyến các bạn. Một là đường số 1 nhưng mà đi bộ thì hơi xa. Còn thứ hai nữa chúng ta đi đường này, số 4 và số 5. Các bạn thấy không? Số 4 và số 5 màu xanh. Và cái trạm ở đây downtown nhìn rất là xinh xinh đúng không? Cái này là hình của người chồng đang leo hàng rào để qua không cần trả vé đấy các bạn. Người vợ đứng bên chờ. Và bên đây là công an, bị công an bắt. Trước mặt chúng ta là Chelsea Market đi các bạn. Khu này có phong cách lắm nhé. Bạn nhìn quanh nè. Nhìn giống như một cái khu phố cổ. Nhìn xa xa giống như là bên châu Âu rồi chứ bộ. Đây có cái nhà kiểu cũng modern. Ở trong đây thì có rất là nhiều cái tiệm quán bán đồ ăn, gian hàng. Đường rộng rãi, sạch sẽ không các bạn. Bên đây là Google luôn nè. Không có giỡn nha. Công ty Google bên đây luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào Chelsea Market. Xem nó đông vui thế nào. Đây là một cái điểm mà nên đến mỗi lần chúng ta đến New York City nha quý vị. Bây giờ chúng ta đang ở trong Chelsea Market các bạn. Trang trí màu mè rất là đẹp luôn. Và hai bên các bạn thấy đó, rất là phong cách. Có những cái tiệm đa số bán đồ ăn, quán bar và quần áo nữa. Đây nè, cái building rất là cũ kỹ luôn. Đi vào đây ngắm cảnh chụp hình thôi là cũng đáng rồi. Đồ ăn thì đa dạng lắm các bạn ơi. Có đồ Nhật, đồ Tàu, Mỹ Tây Cơ, cà rem, đồ Mỹ. Nói chung là cái gì muốn cũng có cả. Và giá có hợp lý nhé, khoảng 15-20 đô mà thôi mỗi người. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm nhà vệ sinh. Sau đó thì mình sẽ trở lại order chút food và ăn nhé. Tomiko Taco, nghe rất Nhật Bản nha quý vị. Bán burrito sake, cái là giữa người Mỹ Tây Cơ và Nhật Bản. À, Katsuna Spicy. Teriyaki Tofu Burrito các bạn. Bây giờ chúng ta đi lên cái High Line nha các bạn. Đây là New York City Park Maintained Supply by Friends of the High Line. Đây lượt lệ nè. Nói chung nó là một công viên và một cái lối đi thiên nhiên ở trên không. Phải đi lên hai tầng lầu nha các bạn mới tới. Và dọc trên đây chúng ta sẽ đi để mà dạo mát và có không khí trong lành, ngắm mặt trời lặn gì đó. Nằm ở trên thành phố luôn. Đó, mình lên hai tầng thì tới đây. Nè, mình đây mình sẽ ngắm xuống thành phố nè các bạn thấy không? Cảnh đẹp chứ bộ. Nó giống là một cái lối đi và công viên kết hợp với nhau. Đặc biệt chỉ dành cho người đi bộ thôi. Không có chạy skateboard, xe đạp hay dẫn thú cưng ở đây nữa. Này các bạn thấy nè. Ghế đá. Chúng ta có thể ngồi ở đây và ngắm thành phố. Nhìn lên thấy đường phố xe chạy và building lên đèn. Này các bạn. Cảnh cũng đặc biệt, giống như đang đứng trên cầu đó, giữa thành phố. Nói chung là New York rất là đông đúc cho nên mình không nghĩ là
sẽ có một cái không gian giống như là công viên Central Park, gọi là chỗ này, nơi mà chúng ta đi dùng xung quanh toàn là cây cối không nha quý vị. Và đặc biệt không có xe và xe đạp, chúng ta cứ đi bộ thoải mái luôn, không sợ là phải né xe. Và chúng ta đi khoảng mấy cái block á là sẽ có đường để mình đi lên và đi xuống nếu mà chúng ta muốn rời khỏi công viên để đi xuống cái đường chính thì đây. Đêm cuối cùng chúng ta sẽ tạm biệt với thành phố New York nha các bạn. Mỗi ngày mình đi con đường này để đi về New Jersey. Và đêm nay là ngày cuối cùng chúng ta được quay ở đây. Không biết khi nào mới trở lại New York. Thôi bây giờ chúng ta nói tạm biệt. Và hẹn gặp kỳ sau. Mình thấy quảng cáo kiểu 3D luôn. Ổng đó nè, này các bạn, bạn coi chuyện cái ông này nhé. Nó ổng vô, ổng giả bộ, ổng giúp đỡ mình, sau đó ổng biết ổng lấy tiền mình, không biết nữa các bạn. Không biết đây bị gì mà khói ngây ngút các bạn. Hiện tượng quá lạ các bạn. Không biết khói mình thở có sao không nữa. Probably the air. They do a lot of the stuff for soda, so it could be like the hydrogen. But down there, they're doing construction. This is a whole different thing. Can we breathe this air in? Is it safe to walk through? That I don't know. Everybody else is, and the construction workers are working down there, so they would. Wearing masks, okay. But it's coming from here. No, it's not. It's coming from that garage. It's open. It's the soda company. Oh, soda company. It's coming from the soda. Have you ever seen this before? No. First time for you, wow. Yeah, that's why I said, oh my god, it looks really cool. First time for me too. In the summer. Wow, cảnh vật kỳ lạ các bạn thấy không? Đó, từ đó ra là người ta qua đó quay đó. Wow, nó bay ra ngu ngốc luôn. Wow, giống mình đang đi ở trên mây vậy các bạn. Rất là lạnh luôn. Wow, chỉ bên Mỹ mới thấy cái này các bạn. Ở Việt Nam đâu giờ thấy đâu, cảnh sát nè. Họ thấy nhìn cũng lạ nữa. Đây nè các bạn. Mấy nơi chương trình đó ra. So this is nitrogen. Hôm nay chúng ta đang ngồi ở Starbucks. Và nó kết hợp với Amazon Go nhé. Amazon Go có nghĩa là một cái tiệm grocery mà chúng ta có thể vào đây miễn phí. Dùng cái thẻ tín dụng nhé. Tín dụng như này. Hoặc là chúng ta đi tải về cái app trên điện thoại của mình và vào đây ngồi miễn phí, sạc pin, có máy AC rất là thoải mái luôn. Sau đó nếu chúng ta mua cái gì thì máy camera sẽ bắt được mình mua cái món gì và sạc tiền vào cái visa của chúng ta. Đó, bây giờ thì Darren đã mua một cái ly nước vào đây uống. Trời chưa nóng mà nhiều người vậy vô đây ngồi cũng rất là thoải mái các bạn. Xà bông các bạn thấy không? Đó, bên đây là chúng ta có xà bông xịn chưa? Đó, sau đó rửa tay xong chúng ta để chiếc giữa là có nước nó ra luôn. Đó, nhìn rất là sạch sẽ. Chúng ta muốn đi vệ sinh đó. Trong đây là có mật mã nè. Bấm mật mã vô là chúng ta có thể vào phòng đi vệ sinh luôn. Trang trí giống như rừng Amazon các bạn. Nó hợp với cái tên Amazon của công ty. Đó, bây giờ người ta đang làm về là hối hả, mỗi người một cái ba lô. Đó, buổi chiều về là bên Mỹ rất là bận rộn luôn. Người này delivery, còn những người này từ công ty đi về. Bây giờ là khoảng 5 giờ chiều các bạn, hoàng hôn đã xuống. Và đây là một thành phố rất là mát mẻ. Và các bạn thấy xung quanh mình đó, mọi người đi lại nè, đi xe đạp, đi xe bus. Có người đi xe train, rất là thoải mái luôn. Đây là một thành phố mà các bạn có thể đạt được những ước mơ của mình nhé, ước mơ hoài bão nếu mà các bạn có thể cố gắng làm việc. Wow, thành phố về chiều rất là đẹp nha các bạn. Bây giờ là khoảng 5 giờ chiều các bạn, mọi người đang hối hả về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc. Còn chúng ta thì mới rời khỏi quán cà phê và bây giờ mình sẽ đi tìm đồ ăn. Và hôm nay cũng là đêm cuối cùng mà chúng ta đi khám phá khu phố của New York City. Ngày mai chúng ta sẽ
land vào một cái thành phố mới. Thì các bạn hãy chờ xem coi mình sẽ bay đến thành phố nào. Đây là một nơi rất là nổi tiếng với những người trên thế giới và kể cả người Việt nữa. Rất là nhiều người sống ở đây. Và có khu phố Little Sài Gòn, là Việt Nam thu nhỏ luôn, để cho các bạn xem ở đó như thế nào nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi ăn một món cũng khá là ngon, đánh giá được cao ở đây nha. Pizza rất là rẻ đấy các bạn, chỉ có 1.50 đô thôi. Đó. Vẫn còn đó luôn, ống kéo á. Đồ ăn đây khá là rẻ, nếu mà các bạn muốn ăn kiểu bình dân mà nhanh á, mua pizza chỉ có 1 đô mấy thôi. Wow, buổi chiều mà nắng nó dại vào mấy cái tường nhìn rất là đẹp nhé kìa. Trang trí cái đường này đẹp quá luôn. Happy Oyster có 1.50 rồi các bạn. Đó, ăn oyster có 1.50 thôi, trong cái quán rất là đẹp. Nói chung một điều đặc biệt về New York là chúng ta đi đâu á cũng có những cái quán tiệm hay những cái gì đó chúng ta làm activities. Đúng không? Giống như trong đầu mình lúc nào cũng bắn pháo hoa. Overload senses. Đó, trên bản đồ là ghi là đường này rất là đẹp. Mà đúng là đẹp thiệt. Trước mặt chúng ta thì có cái tiệm điểm sắm đánh giá rất là cao, hình như là 4.6. Mấy trăm người vào đây ăn luôn á. Ở đây là cái oyster bar và quán bar uống rượu nữa nè. Cái bên cái chú này đưa cho mình. Chỗ này mở cửa tới 1 giờ sáng luôn nhé. Giờ chúng ta ăn thử coi tại sao ở đây đánh giá cao vậy. Wow, tiệm quá đông người các bạn thấy không? Trang trí nè. Là xưa cũ. Ok, chúng ta ngồi xuống thôi. Đây là thực đơn điểm sắm nha các bạn. Giá cũng dao động từ khoảng 7 đô cho tới 16 đô. Nói chung là cũng mắc đó so với tiệm sắm. Nhưng mà đây là nhà hàng mà. Và chúng ta có thể mua heo quay, gọi là gà vịt quay. Và có chim cút nữa nè. Thì mình đã gọi nửa con vịt quay kiểu Fiji Duck 27 đô Mỹ, đủ cho hai người ăn nhé. Và chúng ta kêu thêm một tô cháo nữa để ăn kèm. Trên tường có cảnh này, kiểu như là những cái tranh mà ngày xưa bên Trung Quốc người ta thường vẽ đó. Tô cháo chúng ta đây ạ. Trong đây có thịt heo nè, hành và trứng bách thảo. Tô này là 7 đô Mỹ nhé. Không có biểu diễn cho mình á. Không có biểu diễn. Đây vịt Bắc Kinh, có đùi, có cánh nè. Đây là nửa con nhé, còn nửa con kia nó cắt cho mình sau. Đó, miếng hai miếng thịt. Giống taco. Giống như taco đó, ngoài bên tao nhé, mềm nhé. Giòn, nghe cái tiếng. Cái da giòn rậm à. Đó, thank you. Đây là phần còn lại của nửa con vịt. Người ta chặt cho mình. Tổng cộng các bạn, vịt Bắc Kinh 33 đô, 7 đô cho cái tô cháo với thịt heo và trứng ở bách thảo. Và một tô cháo không 5 đô, cộng thuế nữa là 4 đô. Tính luôn là 48, nếu mà chúng ta tip luôn á, thì khoảng 56 cho tới 60 đô nhé. Cô này là cô coi bói nè. Cô nói là ba đời là có thể coi bói, là từ thời bà nội, mẹ, rồi truyền tới cổ. Nghĩa là bà ngoại, rồi mẹ, rồi tới cổ. Là ba đời phụ nữ được có cái bản lĩnh, cái năng lượng để mà coi bói và có thể nhận xét được năng lượng của mình là như thế nào. Có ba loại. Có ba loại coi bói. Coi bàn tay, coi bằng bài, hoặc là coi bằng mediumship, có là coi về người thân, bạn bè mà qua đời á, hoặc là coi kiếp trước, kiếp sau gì của mình gì đó. Nghĩa là khả năng cũng khá là đặc biệt để mà coi bói vậy nha các bạn. Chứ không phải là ai cũng coi bói được vậy đâu. Nghĩa là có những người ta có những cái tiềm năng đặc biệt á, thì người ta sẽ cảm nhận được cái năng lượng gì về mình á, mà bình thường những con người bình thường họ không có thể có cái bản lĩnh đó. Cuối cùng vẫn có MJ đây nè. Hôm nay là bán ché nè, ngày thứ ba, đáng lẽ là mình coi MJ được nếu mình ở đây tới thứ ba. Là mình ở đây tới thứ ba luôn á. Đúng rồi, cuối cùng là ở thứ ba luôn. Giờ mình đi xuống thẳng ha, mình xuống Times Square. Cuối cùng là mình ở thứ tư luôn. Mình đi vòng Times Square đi ha. Coi hôm nay giá.
Times Square lúc nào cũng màu sắc rực rỡ cả. Từ xa thì các bạn thấy mà trời lặn nè, nhìn cực đẹp luôn. Ở đây lái xe máy cũng khá nhiều nhé, mà không cần phải đội mũ luôn, nhưng mình không biết là phải có bằng lái hay không, nhưng mà không có khác gì Nam đâu. Bạn thấy từ xa đó mà trời lặn xuống, màu sắc buổi chiều rất là đẹp. Và bên đây chợ đêm vẫn còn bán hình như là mỗi ngày luôn chứ phải là cuối tuần không nha các bạn. Và một cái điểm đặc trưng của New York chính là lúc nào đi đâu cũng sẽ có những cái food truck thế này. Và đặc biệt là họ không chỉ bán hot dog, french fry không, mà bán rất là nhiều thứ. Nào là cơm nè, salad nè, burrito, tất cả món luôn đây luôn, có burger và hot dog nữa. Ở đây quảng cáo rất là nhiều luôn, các bạn thấy không? Ai mà đưa các bạn lên đây là tốn 3 triệu đô, không phải ít đâu nhé. Lạ quá luôn các bạn ơi. Wow. New York City. Hello. Hello. How are you guys? Are you guys local New Yorkers? Yeah. Yes. Yes. Well, thanks for being my video. Oh, thank you very much for being in my blog. Thank you. Thank gracias. Có. À, ông này ngồi như coi tượng luôn các bạn. 5 đô bây giờ. Đây, ngoài ra. Oh yeah, I want to go to Disney. Wow, kiểu gì cũng có luôn. Gift shop, đồ ăn. Hôm nay chúng ta ăn Chick-fil-A, một trong những cái nhà hàng fast food nổi tiếng nhất bên Mỹ. Và gần đây khi nó qua bên Canada có rất là nhiều người mua luôn. Bây giờ mình đang ở Mỹ cho nên là nhất định phải vào đây ăn Chick-fil-A. Chicken rất là ngon và cái french fry các bạn nhất định phải mua nhé. Một combo là 12 đồng mấy. Nhanh nè. Okay. Okay. Trong vòng 2 phút được có ăn thì các bạn. Nhà hàng hamburger mà có hoa tươi thiệt luôn nhé. Real flowers. Real flowers. Soybean oil, barbecue. Mình lấy cái này bởi vì nó có tên của tiệm đây luôn. How does it look like? It looks like this color. Đó. Một cái hamburger với waffle french fry. Đây, cái này là 12 đô tiền Mỹ nha quý vị. Đây. Ok. That's it. Bây giờ chúng ta đang trên Uber đi đến sân bay nha các bạn. Và đây là khu dân cư người ta ở nè. Các bạn thấy building đó nha. 8-9 tầng cũng có, mà 2-3 tầng cũng có nha. Những building nhìn cũng khá là cũ kỹ. Khu này yên tĩnh giống như nội gió ở bên Toronto mình nè các bạn. Và đây con đường mà mình thường xuyên ra đây để đứng chờ xe bus đi chơi nữa quý vị. Con đường trước mặt của mình đây. Đúng vậy, và đây là những cái building khoảng 5 tầng. Apartment building kiểu cũ á các bạn. Có thể ở gia đình một vợ, một con. À, bên đây xe vẫn còn kìa, xe công an vẫn còn lên sửa cái vụ nitrogen leaking. Và bữa nay mây đi chơi chắc là đẹp lắm. Nhưng mà cũng tiếc là ngày hôm nay là cuối cùng mình phải rời khỏi đây rồi. Hôm nay là kết thúc hành trình đi New York City chúng ta đấy các bạn. Cho nên là mình sẽ nói một chút về cái cảm nghĩ của mình về New York City trong một tuần qua. Thứ nhất thì mình thấy người dân ở đây cũng khá là thân thiện, không biết người ta như thế nào. Người ta thường nói là tới New York rất là nguy hiểm và người ở đây họ tánh tình rất là cọc cằn. Tuy nhiên mình thấy là 90% là rất là nice. Khi mà chúng ta cần đi đâu hay là mua gì đó thì người ta cũng sẵn lòng để mà giúp mình, chỉ đường cho mình và nói chuyện cũng cười vui.
cũng rất là thân thiện luôn. Nhưng mà nói chung là cũng có một cái số nhỏ thì ăn trộm ăn cắp này nọ thôi. Ở đâu mình nghĩ thành phố lớn cũng sẽ có cả, cho nên các bạn cũng phải cẩn thận về những cái vật giống như là tiền bạc, bóp và điện thoại. Thì những cái thứ đó thì đi đâu thì các bạn cũng nên cẩn thận, nhưng mà đi Times Square mấy lần thì không thấy có gì đáng ngại cả, và không có thấy ai bị ăn cắp đồ hay là mất đồ gì cả. An ninh cũng khá là tốt, đi đâu cũng có công an, cảnh sát canh giữ. Và những cái nơi mà đi du lịch đó đông người và đèn sáng, cho nên là chúng ta rất an toàn để đi vòng vòng nhé, không có ai tới làm phiền mình cả đâu. Thứ hai thì nói đến thời tiết đi. Thời tiết ở đây thì bây giờ là giữa tháng 7 là mùa hè, cho nên là trời mưa và nắng rất là thất thường. Có những ngày mưa rơi giống như thác đổ vậy các bạn, cầm dù theo mà cũng bị ướt nữa. Và có những ngày thì trời rất là nắng và nóng, kiểu 34, 35 độ, giống Việt Nam luôn các bạn, không dám ra ngoài luôn, đắp kem chống nắng vô mấy lần. Thì thời tiết đây bất thường lắm, nhiều khi là sáng nắng chiều mưa nữa, giống như Sài Gòn thôi. Nói chung thì qua đây các bạn đi ra ngoài đường phải coi thời tiết trước và mặc đồ cho đúng, nếu không là ra ngoài bữa trời nắng rất là nóng thì cháy da luôn, còn có những trời mưa rơi tầm tã luôn, không làm gì được cả. Ngoài ra thì chúng ta sẽ nói về chi phí tiền bạc. Ở đây nếu mà các bạn ở trong trung tâm á, thì rất là mắc tiền. Một đêm mướn khách sạn có thể là 200-300 đô Mỹ. Còn nếu mà các bạn sống ở ngoài khu vực mà kiểu downtown á, ngoài trung tâm á, thì giá cả khoảng 100-150 đô Mỹ. Mà đó là cái phòng mà mình share bếp với người khác nhé. Nếu mà mình có cái unit riêng của mình luôn, bếp nhà vệ sinh luôn á, thì có thể là mắc hơn khoảng 50-80% nữa, các bạn cứ cộng lên nhé. Thì nói chung chung về New York City thì mình thấy như thế nào? Nhộn nhịp, đông vui, thành phố không bao giờ ngủ, lúc nào cũng có những cái việc activity để chúng ta ra ngoài làm, có thể nghe nhạc, coi show, đi dạo phố hay đi ăn gì đó. Nói thức ăn thì ở đây rất là đa dạng luôn, bởi vì nó là thành phố mà tất cả những người thế giới và những thành phố khác trên Mỹ tới đây để làm ăn và kiếm tiền. Cho nên là nếu các bạn ra ngoài đi chơi, đi ăn, có rất là nhiều cái activity và đồ ăn đa dạng. Cho nên là mình cảm giác như kiếm đồ ăn ngon không có khó nhé, chỉ phải là bỏ tiền nhiều thôi. Nói chung chung á, đồ ăn ở đây mắc hơn Canada khoảng 50-100%. Đó, cái món gì cũng vậy, đến Manhattan, nhất là Midtown, rất là mắc tiền luôn, tính tiền Mỹ không. Mà những khi tip chúng ta phải tip từ 18-25% nữa. Có những nơi á, mình trả bằng thẻ nhất định là phải tip luôn, không có cái lựa chọn nào cả. Nhưng mà nói chung chung thì mình thấy New York City là một cái nơi có thể sống được. Nếu mà các bạn có một cái nguồn thu nhập tốt, hoặc là các bạn đến đây có một công việc gì ổn định hay là cái gì để làm, thì có thể là thu nhập tốt, mình có thể trả những chi phí giống như là ăn và ở và đi chơi thường ngày. Thì nếu mà các bạn thích cái cuộc sống xô bồ, nhộn nhịp, đông người, thì New York có thể là cái nơi các bạn đến. Cái phương tiện đi lại cũng rất là dễ, đi bộ rất là gần mọi thứ xung quanh đó, đi mua đồ ăn hay là đi chợ gì đó, đi subway thì rất là gần. Nếu mà các bạn nào mà không muốn đi xe bus hay subway thì mình có thể đi xe đạp, nó cũng rất là thuận tiện, có những đường đi xe đạp đi vòng vòng. Còn lái xe là khó nhất, rất là dễ kẹt xe bởi vì đây rất là đông người và đông xe. Cho nên mình thấy nếu các bạn nào có thể đi bộ hay là đi electric scooter hay là xe đạp điện thì tốt nhất. Nói chung là đây là trải nghiệm tuyệt vời. Nếu các bạn nào không thích ở đây thì có thể đến, có thể là 4-5 ngày là đủ rồi. Trước khi đến mình lên lịch muốn đi đâu ăn gì nhé. Ở đây có rất nhiều activity, chỉ đem tiền thôi là nhất định sẽ vui nhé quý vị. Ok, bây giờ chúng ta đến một thành phố mới, các bạn chờ đón xem hành trình tiếp theo của mình nhé. Ở đây chúng ta có thể dùng thẻ tín dụng để mượn một chiếc xe này nha các bạn. 6 đô nhé, mỗi lần muốn chiếc xe đẩy là 6 đô. Ở Việt Nam mình miễn phí luôn. 6 đô Mỹ tính ra cũng 130 ngàn mình nha các bạn. Sân bay các bạn thấy đó, rất là rộng rãi và sạch đẹp. Hôm nay rất là vắng người. Cũng tốt, không cần phải chen lấn và xếp hàng nhiều. Nếu mà các bạn nào mà có lỡ ra sân bay mà đi lộn á, thì xuống tầng 2 tầng nhé. Sau đó chúng ta sẽ ra đây, nhảy vào một chiếc xe special thế này đây, là họ sẽ chở chúng ta trực tiếp đến cái Terminal B luôn. Có một cô tới kêu chúng ta sign up cho cái gì đây các bạn, sau đó là mình skip được cái line nhé. Thấy người ta xếp hàng không? Mình đi ào ào ở đây luôn nè. Chỉ có cái mã QR thôi là lên được đây. Trước khi đi chúng ta tới đây mua pizza ăn là nhanh nhất nha các bạn. Ở bên đây có hamburger và đồ Nhật nữa, nhưng mà kiểu nó sẽ nấu chậm lắm. Còn bên đây là pizza bỏ vô lò nướng.
trong vài phút thôi chúng ta có đi ăn rồi. Wow. Wow, đã chưa bạn? Cái này là khoảng 10 đô nhé. Cái tiện của việc đi hai người các bạn là mọi người ngồi coi hành lý và ăn, sau đó là người kia đi vệ sinh rồi mình đổi ngược lại.